cặp mini móc khóa nha mà anh dặn em quá trời mà em săn khó quá mà anh, rồi săn không có. Nhiều khi nó về hàng á, nhiều khi nó về thì nguyên một đợt giống nhau vậy á, nhưng tại vì mình săn á cái có gì mình bán đó. Giờ không anh dặn quá trời mà em về được có hai con à, mà không có con nào giống con nào. Nhìn thì mà anh tưởng nó giống nhau nhưng mà thật ra nó khác nhau này, mà nhìn thấy nó dấu khác nhau không đó, nó khác nhau nha anh. Con này là của Nhật, một con của Nhật, một con của Korea nha. Thằng Nhật với thằng Korea tuy nó làm bật lửa không thành công nhưng mà nó làm made in Japan rồi made in Korea đàng hoàng đó. Con này là của Japan này, con này là của Korea này, hai con khác nhau nha. Bật lửa hồi xưa Nhật nó làm, nó cũng làm về dòng bật lửa nhưng mà nói chung Nhật với lại Korea nó làm mà bật lửa không thành công như như thằng châu Âu, nhưng mà nó vẫn để made in Japan, made in Korea đàng hoàng chứ không như là ông bạn hàng xóm của mình. Ông bạn hàng xóm của mình nhái luôn thương hiệu của người ta đó, kỳ lắm, kỳ cục lắm. Nhưng mà thằng thằng đặc trưng của văn hóa của thằng Korea và thằng Nhật là không có cái chuyện nhái. Cho dù sản phẩm đó của họ có thành công hay thất bại, họ cũng đều là để thương hiệu của họ ha. Đây là, này là Japan, cái này là Korea ha. Cái này là thập niên 60 lận man, hàng xưa chứ không phải hàng mới bây giờ. Cái này là của Korea nè. Cái này nó có làm cái con to 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 nữa đó, nhưng mà cái con này là con mini, con mini móc khóa ha. Có nhảy lửa. Rất là nhảy lửa ha. Có móc khóa này đó, mà anh gắn vô lấy cái khoen gắn vô chìa khóa của mình ha. Con này là con mini móc khóa nha anh, son đá rất là nhảy lửa luôn đó, thấy không, tình trạng cũng còn rất là đẹp. Tuy nó làm không thành công nhưng mà vẫn made in Japan, vẫn made in Korea đàng hoàng ha, đó cũng còn khá là đẹp á mấy anh. Mấy thằng này nó khó chịu lắm nha. Chỉ có ruột của nó, tuy ruột nó không có đánh mọc gì hết, kể cả có con to của nó cũng không, ruột cũng không đánh mọc gì hết, nhưng mà chỉ có ruột của nó mới gắn cho được vỏ của nó thôi. Mà anh lấy của thằng khác mình gắn vô không có gắn vô được đâu. Nó khó chịu như vậy cho nên là đừng có hỏi em mấy cái dòng mà săn đá của Nhật á, hoặc là của Korea, đừng hỏi em vỏ ruột có trùng năm không, hoặc đòi ruột có mọc không, ruột nó không có mọc gì hết á, nhưng mà phải đúng của nó gắn cho nó mới được, còn khác của nó gắn vô không được đâu. Nó khó chịu như vậy. Rồi còn cái này nè. Đó, cái này là của Nhật này ha. Mà anh lấy một con cũng được, lấy cả hai con cũng được, không sao hết ha. Em bán tại vì có hai con mà em clip chung luôn, clip từng một con em biến quá, clip chung luôn em đăng lên rồi. Mà anh lấy hết cũng được, lấy một con cũng được, lấy hai con cũng được. Con này là của Nhật ha. Đó, lấy một con cũng được mà lấy hai con cũng được. Đó. Đó, con này là của Nhật nha. Của Nhật thì cái khoen của nó làm trên đây. Đó, nó khác nhau thấy không? Nhìn nhìn thì tưởng giống nhau nhưng mà thật ra nó khác nhau ha. Mà anh nhìn thì thấy giống nhau vậy nhưng mà thật ra là không có con nào giống con nào đâu anh. Đó, khác nhau ha. Thấy chưa? Cho nên là khi mà mình gắn vô như con này cũng vậy, cái ruột của nó khác thấy không? Nhìn khi mình gắn vô là không bao giờ mà của thằng này mà đem tạp cho thằng kia được đâu. Nó là của nó là phải gắn cho nó như vậy đó. Nắm anh lấy một con cũng được, tình trạng cũng còn rất là đẹp này. Đó, tình trạng con Nhật hình như nó hơi nhỏ hơn con Korea một chút xíu hay sao vậy ta? Đúng rồi, con Nhật hình như nó hơi nhỏ hơn con Korea một chút xíu. Mấy anh thấy không? À, bởi vì đừng có nói là nó giống nhau nha, không có giống nhau đâu. Đó, thấy không? Mấy anh thấy không? Hàng sưu tầm ha, mà xài ngon lắm, gắn chìa khóa mà giữ xăng cũng ok lắm á mấy anh. Hàng 1960 là hàng xưa đó.